Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác sửa một ấm. Giới thiệu cho các bác, hôm nay em sửa một ấm số tốc. Thì con này các bác cắm thử, em thấy nó, thấy cái công tắc của nó đang có vấn đề. Tức là khả năng đấy, các bác thấy xem. Nó cứ hơi tí nó nhảy này, đấy. 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 Tức là hiện tại em chưa đun gì cả. Chưa có đun trên nước gì cả, nhưng mà nó cứ nhảy liên tục, dấu hiệu là hỏng công tắc. Thì cái công tắc của nó đây các bác này, các bác quan sát cho em hai cái lá đồng bên trong nhé. Hai lá đồng bên trong của nó tiếp xúc bình thường, con này hai lá đồng bên trong nó tiếp xúc bình thường. Con này chắc là nó bị chảy nhựa rồi, bị lệch rồi. Thì em sẽ tháo con này ra và thay công tắc nhé. Ấm thì nhiều nguyên nhân, có thể là do đế, do le và do công tắc và do mâm nữa. Nhưng mà cơ bản là lần này em con này là chỉ là ở công tắc thôi. Đa phần ấm là sẽ hỏng công tắc mà chủ đề. Thì các bác tháo cho em như này. Đấy. Em cậy bẫy lên này, đấy, nhấc đi ra, tháo cái công tắc. Rồi, thay công tắc cho anh không? Này, công tắc này. Hay lòng 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 mới đưa được. Em ấn cái chân trước, ấn cái chân trước. Cái chấm luôn luôn ở phía trên. Nhìn ở cái chỗ này không có bị dính cái dây. Trong cái lỗ này có nhìn bị dính cái dây, kẹt dây. Không thì được, không thì đút thẳng ốc rồi. Đây là em bấm này. Giờ em bấm các bác xem. Chặt rồi. Ok. Cái công tắc bây giờ em cho tí nước vào xem thử. Con này là công tắc này nó bị bên trong là hai cái lá đồng nó bị lệch. Hàn lệch. Nên khi mình bấm nó không giữ được. Đây một cái công tắc thay. Thì đây vừa giờ em đã hướng dẫn xong các bác thay một công tắc của một con ấm siêu tốc. Ngoài ra thì bệnh còn của nó còn mấy bệnh nữa. Khi nào có dịp em sẽ quay video cho các bác, hướng dẫn các bác xử lý về vấn đề các bệnh khác. Thì bác nào yêu thích kênh của em thì cho em xin một like và đăng ký kênh để làm những video lần sau được tốt hơn. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.